Thật ra anh em nha, hôm nay mình em sẽ up lại một cái site là CLA site. Đây thì nó có một cái chương trình kiếm tiền thụ động cho tất cả các anh em. Sau khi đăng ký thì anh em nhận được 500 cổ phiếu FX. Giá hiện tại giá cổ phiếu nó là 0.17 đô trong đồng FX, và anh chị sẽ nhận được 1.000 boy và 1.000 boy tiền quảng cáo hàng tháng của tất cả các bạn và anh chị. Đây thì em tiện ghép được nên em sẽ nhận tiền quảng cáo hàng tháng của nó là 15.000 USD. Này boy nó tặng gì thôi mà nữa, mình mắc xem quảng cáo đó mình nhận được. Đây thì hàng năm thì mình sẽ nhận được 18.000 USD. Thì em sẽ nhấp vào chương trình kết thúc. Thì cho những bạn nào muốn làm affiliate thì nó có 14 ngày cho chia sẻ cho bạn bè và người thân. Tất cả các bạn và các anh chị lấy link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân, chia sẻ trên 10 người nó sẽ chăn 10 là nhận được là 100 đô. Đây thì giá cổ phiếu FX thì lên 0.7, em biết chào cho tất cả các bạn và anh chị xem nha. Đây là một cái cơ hội cho kiếm tiền thật là tuyệt vời nha tất cả anh chị. Đây thì cũng móc nó giá lên 0.17 nè. Con này dự kiến nó lên là cho đến là 0.99 đô cho một. Rồi để em tiết lợi. Đây thì em đã tiện được rất là nhiều app nha. Em sẽ list vào cho tất cả anh chị xem. Ôi, tại mới list rồi chứ ra giết lộn bôi. Khoan, cho em xin lỗi nha tất cả các bạn. Em list rồi. Remote password, đây thông tin thôi. Nè, em sẽ nhấp vào đây thì em sẽ biết được cái số app của em nè. Này ghép 7 tầng nha tất cả các bạn và anh chị. Em chia sẻ ít thiệt nhưng mà những cũng nhờ những người anh em cộng đồng của mình chia sẻ giúp. Nên anh chị thấy không? Có những bạn chia sẻ 2-300 người. Đây thì tổng hiện tại em sẽ là số mà tổng hiện tại dưới hệ thống ghép của em là 7.271 người. Em sẽ thu nhập Sumit tìm tên của em nè, cái tem của em nè anh chị. Ồ, rất là tuyệt vời nha. Chờ này anh chị, nếu mà ai mà gặp mà bỏ qua thì em cũng không biết làm sao luôn, em không biết tựa kèo nào luôn. Đây thì nó nói là theo thông tin của nó là từ tháng 6 đến tháng 10 nó sẽ đạt đủ thành viên của nó, là nó sẽ cho mình KYC và thanh toán cái cổ phiếu này nha các anh chị. Anh chị cũng đừng có nên mà ấy thì đăng ký, bấm vào nút subscribe kênh em, khi nào mà có một cái ấy hoặc là em sẽ cập nhật video cho anh chị rút tiền cái cổ phiếu này. Anh chị nhấp vào đây mình xét thông tin nữa đó nha tất cả các bạn. Register for today and much money up là 1.000 Bur you and Jeffy you sell the boy. Cái sàn này là của thằng New York. Đây là nó là một đang nói giới thiệu về tạp chí của nó và một cái tạp chí CIA của nó thôi các bạn. Anh chị vào mà xem rất là tuyệt vời luôn. Đây thì mình hướng dẫn cho tất cả các bạn và anh chị đăng ký nha. Còn 6 ngày. Đây thì đầu tiên thì anh chị lít trước phần link mô tả của em á. Anh chị đăng ký họ và tên nè, tên đăng nhập anh chị nhớ nha. Tên điểm này không có quan trọng, anh chị ghi việc email, xác nhận email, quốc gia, số điện thoại, ngày tháng năm sinh. Rồi anh chị đăng ký xong này rồi bấm vào chấp nhận hai điều khoản nha. Rồi anh chị bấm vào nút login là rồi khỏi vào mail config. Vì số người tham gia đông quá nên kẹt mạng nha tất cả anh chị. Đây thì tạp chí của nó thì anh chị nhấp vào đây mà cập nhật thông tin của nó hàng ngày nha. Đây em dịch của tiếng Việt. Tin nóng. Đọc thêm nè. Đó. Rất là tuyệt vời đúng không? Mai em cũng sắp phải pin. Ác thiệt. Sao không dịch nó có tiếng Việt vậy? Đó. Thì có những điều kiện của nó nè.
để chống đồng bộ phát triển công đồng thành cụ thể chống các thiên bất ngờ trong lĩnh vực xác minh KC được thực hiện thông qua công ty thứ ba được thực hiện trao đổi với tổng tác chúng tôi xin xử lý quy trình KC tổ chức lớn. Bước hai là khi xác minh KC hoàn tất các bạn được yêu cầu tải xuống và cài đặt ứng dụng cho chúng tôi trên điện thoại thông minh. Đây thì nữa mình KC và mình thêm quảng cáo cho họ nghe tất cả các bạn anh chị. Nó dễ dàng nha BC. Rồi anh chị vào đây mà tìm hiểu keo này rất là dễ. Vậy video em kết thúc ngay máy em hết pin rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn anh chị. Anh chị nhớ bấm nút like, subscribe, ủng hộ kênh. Cảm ơn tất cả các bạn nha.